Chào cả nhà nhé. Hoạt động đầu tiên của Chimmy Farm vào buổi sáng đó là đi hái dâu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bạn Trang Nguyễn và bạn Vân Anh, biệt danh là Vanh, đi hái dâu. Chúng ta bắt đầu thôi nhá. Quần ni này cha. Từ từ, chậm thôi. Rồi, bắt nó. Bây giờ thì Vân Anh sẽ ăn thử một quả xem nào. Một quả mà nó chín, siêu chín này đi. Xem cảm nhận ra sao. Đây, quả nào ta? Quả nào đó mà em còn thấy rất chín đó. Mọi người thấy thế nào? Nó bảo em trận mắt. Xem. Tuyệt vời. Tuyệt vời ha, ok. Không phải là vì em quay phim mà em nói tuyệt vời đâu. Mà là ngọt thật đúng không? Ngọt thật. Thôi cho anh một quả đấy, cho anh một quả đấy. Cho anh quả này, chín ngon nhất anh ạ. Đấy. Ok, thử không các bạn ạ. Hái hết một vườn rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang vườn khác ha. Cái gì? Cái một loạt à? Ờ. Cái gì? Nơi nào? Nơi kia à? Chán. Nơi kia cho khô đi. Đi, chúng ta đi thôi. Xin giới thiệu bạn, đây là bạn Trang nhé, cả nhà đây bạn Trang. Bạn có tên Facebook là Trang Nguyễn. Hot girl đời đầu của Chimmy Farm. Đời đầu. Cười lên Trang ơi. Các bạn có thấy quả kia không? Rất khổng lồ đúng không? Ờ, thử hái xem nào ta. Oh, ok ok. Một quả siêu bự luôn. Ok, chúng ta tiếp tục quả khác nào. Mệt. Đâu xem nào, thử xem nào. Sẵn ăn mì tôm chưa em? Cười cái coi. Không cười nổi. Cái Vân thì lúc nào là cái Vanh lúc nào nó cười được. Được rồi, ok. Thử xem là thành tích của ai nhiều hơn ta. Thử xem là thành tích của ai nhiều hơn. Vanh. Oh, Vanh nhiều hơn à? Vanh nhiều hơn à? Oh, các bạn thấy không? Vanh nhiều hơn. Tại vì anh hái cho Vanh mà. Đây là thành quả của bạn Vanh và bạn Trang Nguyễn à. Bây giờ anh Hải sẽ đóng hộp. Một gói. Sẽ đóng vào từng cái hộp nhỏ xỏ xinh này. Ok. Anh Hải giơ lên chúng ta để cười cái coi nào. Gần một chút anh, được không? Ồ. Oh. Thật vời.